Em xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Đường Phố Hà Nội hôm nay. Em đang ở Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội nha các bạn. Một trong những khu đô thị giàu có bậc nhất ở phía Bắc. Ở đây là Mattery, tâm điểm quận 1 các bạn. Đây có bốt canh bảo vệ này. Bây giờ em sẽ mời quý vị đi xung quanh đây để ngắm nhìn cái khu đô thị mới ở Hà Nội sẽ đẹp như nào các bạn nhé. Bên kia họ vẫn đang tiếp tục xây dựng những cái tòa nhà này. Đây này là những cái dãy biệt thự. Ocean Park này nổi tiếng với cả biển hồ nhân tạo các bạn. Đây là đường biển hồ 2 này. Ở đây công nhân họ vẫn đang tiếp tục xây dựng tòa nhà mới nữa. Các bạn nhìn những cái tòa nhà này rất là hoành tráng luôn. Của Mattery Home. Bên này có cái dãy nhà gì mà trông đen thui lùi các bạn. Bóng loáng luôn. Tòa nhà khủng khiếp luôn. Ở đây đang chuẩn bị một cái sự kiện gì đây các bạn này. Ngoài sân khấu rất to. Quá ghê. Bên kia bạn nhìn một dãy biệt thự bên kia kìa. Bạn nhìn nào. Đây những cái gốc cây mới trồng ấy chứ các bạn, nhưng mà nó là những cái cây lâu năm rồi. Biển hồ 2 này các bạn. Ta sẽ rẽ trái sang bên này nữa mà. Khu này thì rất là rộng luôn. Tuy nhiên là em chỉ đi một vài chỗ đẹp thôi. Đẹp nhất thôi. Ở khu này khá là rộng. Kia cái tòa nhà, những cái tòa biệt thự ở phía bên kia các bạn đi. Em xem vào sang các bạn xem những cái biệt thự kia. Nhìn đẹp quá. Nó lại cách ở một con sông nữa.
khu chung cư cao cấp mà. Quá ghê. Giờ đây nhìn các bạn nhìn thấy sát được hết những cái tòa nhà biệt thự các bạn nhỉ. Đây có một cái sân chơi. Những cái dãy nhà chung cư san sát luôn. Đây được tô mấy màu sắc này, xanh đỏ tím vàng. Bình thường khu Vin mà tô mấy cái màu sắc xanh đỏ tím vàng thường hay gần trường học họ hay tô mấy cái màu sắc. Trường Vinuni các bạn. Ở đây bạn nhìn thấy luôn một trong những trường đại học hiện đại bậc nhất Việt Nam. Trường ở giữa là cái nhọn nhọn cái tháp gì các bạn.
ở đây các bạn mà đỗ không đúng vạch là bị khóa bánh ngay nha các bạn nhé. Đây cổng của cái trường Vinuni này các bạn này. Đây cổng rất là đẹp luôn. Đẹp các bạn. Đây khuôn viên của trường các bạn. Xe điện nha các bạn này, tuyến xe đang chạy ở trong khu. Và các bạn nhìn cảnh đẹp.
chỗ này thì vắng vắng người quá. Đây, cái tâm điểm của Ocean Park chính là cái kiểu dạng hồ nhân tạo, biển hồ nhân tạo này. Đây, khu bên kia khu đẹp nhất các bạn, bãi cát trắng rồi biệt thự. Đây là chúng ta sẽ rẽ sang bên này. À, chỗ này không rẽ được. Đây họ ngăn lại. Em định rẽ vào cho quý bạn ta xem nè. Biển hồ nhân tạo. Đây chúng ta phải rẽ đoạn trên kia. Biển hồ nhân tạo đấy các bạn ạ. Đây chỗ này họ đang mở, chúng ta đi được. Nhìn biệt thự bên này thì là biển hồ nhân tạo này. Cảnh đây rất đẹp các bạn ạ.
toàn biệt thự là biệt thự không. Quá ư là rộng lớn. Biển. Cảnh kỳ đẹp. Ở đây thì đúng là sướng thôi rồi các bạn. Đây, cái cây như cây cọ, cây dừa. Vincom này. Vincom Mega Mall. Đường rất là rộng luôn.
những dãy biệt thự san sát